Mọi người ơi, mấy tuần trước ông Dustin ông lượm được cái hũ bơ đầu này nè, mà nó bị mất cái ấy rồi, cho nên là để cho sóc ăn nè. Bây giờ nha, mình bỏ bơ đầu này ra cái cá này nha, rồi mình ra mình để quay thử mình thân sóc, mấy thân sóc nó làm cái trò gì để nó lấy được bơ đầu ra khỏi cái này ha, coi thử nó thông minh tới cỡ nào đó. Không biết nó thích bơ đầu không nữa. Mình định là bỏ vào quẹt lên bánh quy cho tụi nó ăn. Nhưng mà mình sẽ bỏ bánh quy một bên rồi bỏ hũ bơ đầu một bên, thử tụi nó có thông minh để mà tụi nó lấy bánh quy quẹt vào bơ đầu tụi nó ăn không nha. Ok, hãy đi với mình nha. Mình muốn bê mấy cái cọc gạch này nè, qua bên cái phía bên này. Về phía bên này là cái phía cửa sổ, cho nên mình có thể ngồi trong mình quay phim ra được. Nhưng mà mấy cái cọc gạch này nó nặng dạ mà. Ây trời ơi, rắn nổi. Ông Dustin có ở nhà. Đây, bánh quy vậy bớ đầu đây. Nhưng mà rắn gạch quá không nổi thì làm sao đây. Ok, tha cọc gạch nổi thì lại cái số này ha. Rồi bây giờ mình vào trong nhà rồi mình nhìn ra cửa sổ để xem thử mấy con sóc nó làm thế nào để mà nó lấy được bơ đầu ra khỏi cái tô đó ha. 2 phút trôi qua chưa có em nào tới hết. Mấy em chưa biết là có đồ ăn mới đã sẵn sàng. Rồi bây giờ mình phải ngồi canh. Xuất hiện mấy thằng rồi, nhưng mà tụi nó chưa biết bên này có đồ ăn, vẫn đang rượt nhau ở bên kia. Quá trời quá đất. Hồi nãy đến giờ cũng là được khoảng nửa tiếng rồi rồi nha. Thằng kia để qua, thằng kia có phát hiện ra đồ ăn bên này không? Thằng kia vẫn đang là nhảy lên nó làm gì? Đang ăn cái gì? Nho nho nho, thật ăn nho lắm. Ôi trời đất ơi. God. You stinker. Trời đất ơi. Chơi cả cái lon xuống luôn. Mê quá, mê bơ đầu quá, không cần ăn bánh luôn mọi người. Hình như nó ăn 2 cái bánh rồi. Thằng rắn dễ sợ. Thằng bên kia chuẩn bị chạy qua. Ôi, rồi. Chuẩn bị chiến tranh sẽ nổ ra. Ăn mày tới đây. Ôi rồi. Ghê chưa. Cái thằng kia đậu không nổi với nó nè. Thằng kia ở bên kia. Kẹo cái số nó ché mẹ. Cái số nó ché mất rồi không thấy ơi. Thằng này nó bự con quá, nó quấn thằng kia sợ chạy luôn. Hãy xem thằng kia có dám tới tiếp nó không. Sợ không dám tới. Trời mà thằng này nó quấn như một tổ luôn. Ê ê, ăn ngon không Du hả? Thằng rắn bên kia hình như là xuống rồi nha. Ăn cái bánh hết rồi, bây giờ xuống rồi. Để xem cái thứ nó có qua đây là không. Nó đang nhìn con sóc bên kia kìa. Hai thằng đang trợn nhau. Ôi. Mình hỏi nó ăn ngon không mà nó bỏ chạy rồi, nó lên lấy trà lên cây. Nó ngồi nó nhìn xuống. Du ăn thì du để cho mấy con khác nó ăn với, chứ chú du ăn mà nhiều quá cũng không có tốt đâu nha. Vẫn ngồi trên cây xem tình hình, có thử xuống xuống ăn tiếp có được không đó. Trời ơi, thằng kia nó tha nguyên một cái bản luôn mà ơi. Đã đời chưa, đã đời con cọc chưa. Ăn một cái bánh đó là nó mấy ngày.
cầm không nổi, rớt lên rớt xuống, tội nghiệp. Ôi trời ơi, rồi rớt rồi. Thằng kia vẫn ngồi trên cây. Vẫn ngồi trên cây, chắc nó cắn rồi, nó cắn đồ của nó nữa. Thử thằng nào tới là nó nhảy xuống nó vớt liền à. Ok mọi người, nó bắt đầu mò xuống lại nha. À, 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 nhìn 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 rồi rồi bắt đầu rồi đó. Bắt đầu á. Ê you. You you you. Ồ ồ, có một thằng đang tới, có một thằng đang tới. Thằng đó sợ. Thằng đó sợ cứ chạy qua chạy về thôi à. Sợ quá rồi. Thằng này bùn nó bự quá. Ồ ồ ồ ồ ồ. Em kia lấy được một cái, lấy được một cái. Ồ ồ ồ ồ. Thôi. Con ba cái, con ba cái nha. Tới ăn rồi con gì nữa mà đừng. Con này bị con khác hay là con kia nữa. Ngon quá trời luôn là ngon. Thì mình ra mình lấy cái số, mình cất cái số, điên thôi, mình quay mà không thấy cái gì cả. Cái mọ nó ăn ngon lành chưa. Ok mình ra mình sửa lại rồi mình nhổ cái sạc để cho nó khỏe. Bây giờ thằng đó nó biết mình xong rồi là nó tới lại liền rồi nha mọi người. Mất 30 giây nó tới lại liền à. Đã đời nhá. Sướng cuộc đời chưa. Nó mê bơ đầu hơn mê bánh kìa. Bánh để bên cạnh nó không thèm, nó ăn bơ đầu không à. Mê bơ đầu dễ sơ chưa. Nó biết là mình ngồi trong này nó cũng chả sơ luôn. Thằng bên kia. Ôi 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 ôi. Thằng bên kia ăn được tất lắm nha. Ôi bây giờ tới ăn. Thằng bên kia tới ăn nha. Thằng này. Wow, ba con luôn. Rồi. Gáy cứng ra đây mọi người ơi. Ui, ngon thế. Quá trời đạm.